Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi sáng của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha. Đài IBC đang phát hình trên các băng tần quen thuộc 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California. Quý khán giả ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada xin vui lòng đón xem qua hệ thống Satellite Galaxy 19, qua mạng điện toán toàn cầu ibctv.us hoặc có thể đón xem lại qua trang YouTube IBCTV Official bằng cách like và subscribe cho trang YouTube của chúng tôi. Và sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý vị. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin mời quý vị điểm qua một số điểm tin chính như sau. Hy Lạp và Bulgaria tán thành việc xây dựng cơ sở LNG để giúp Âu Châu loại bỏ khí đốt của Nga. Nội các của Scholz thảo luận về an ninh của châu Âu đối với các thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển. Vương quốc Anh hiện không thể giúp tất cả mọi người về chi phí sinh hoạt. Tòa án Fiji ra phán quyết Hoa Kỳ có thể thu giữ siêu du thuyền của Nga. Tòa án tối cao Hoa Kỳ có quyết định gây bất ngờ về việc phá thai khiến cho nhiều người biểu tình lại đổ ra đường. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Hy Lạp và Bulgaria tán thành việc xây dựng cơ sở LNG giúp Âu Châu loại bỏ khí đốt của Nga. Hy Lạp đã khai trương việc khởi công xây dựng nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG nội mới nhằm cải thiện nguồn cung cấp khí đốt cho Đông Nam Âu và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Các nhà lãnh đạo của các nước Bulgaria, Serbia và North Macedonia tham dự buổi lễ tại thành phố cảng Alexandroupolis tại phía đông bắc, nơi có nhà ga, cùng với Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel, khi Liên Âu tìm kiếm những giải pháp thay thế để cho các nước Liên Âu giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga sau khi họ xâm lược Ukraine. Vào thứ Ba, Ủy ban Âu Châu hoàn tất gói lệnh trừng phạt thứ 6 được đề nghị của Liên Âu dành cho Nga, bao gồm lệnh cấm vận có thể đối với... Nội các của Scholz thảo luận về an ninh của Âu Châu với các thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển. Nội các của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và các thủ tướng của Phần Lan và Thụy Điển đã gặp nhau để thảo luận về an ninh của Âu Châu tại một lâu đài ở phía bắc Berlin vào hôm thứ Ba. Ông đã nói với các phóng viên trước cuộc họp rằng cả Phần Lan và Thụy Điển đều là đồng minh thân thiết của đất nước chúng tôi và là đối tác thân thiết trong Liên Âu. Đó là lý do vì sao việc chúng tôi cùng nhau thảo luận các vấn đề an ninh rất quan trọng đối với Âu Châu và các quốc gia của họ. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển đã xem xét việc xin gia nhập Liên minh quân sự NATO. Điều này sẽ đánh dấu một sự thay đổi chính sách lớn đối với các khu vực Bắc Âu. Ông Scholz cũng cho biết cuộc họp kín sẽ giải quyết những thách thức kinh tế do chiến tranh ở Ukraine gây ra, cũng như các vấn đề về biến đổi khí hậu. Vương quốc Anh hiện không thể giúp tất cả mọi người về chi phí sinh hoạt. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ không thể giúp mọi người vượt qua khủng hoảng giá sinh hoạt hiện nay và phải thận trọng với chi tiêu của mình, tránh gây ra vòng xoáy lạm phát. Giá cả tăng cao góp phần gây ra sức ép lớn đối với nhu cầu. Tòa án Fiji ra phán quyết Hoa Kỳ có thể thu giữ siêu du thuyền của Nga. Tòa án Fiji vào hôm thứ Ba ngày 3 tháng 5 đã ra phán quyết rằng Hoa Kỳ có thể bắt giữ một siêu du thuyền thuộc sở hữu của Nga 21 ngày sau khi nó đến và bị cảnh sát tạm giữ khi Hoa Kỳ và các đồng minh ép Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Các nhà chức trách Hoa Kỳ khẳng định rằng con tàu sang trọng Amedia thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Suleiman Kerimov, người đã bị Hoa Kỳ và Liên Âu trừng phạt. Tòa án cấp cao của Fiji đã ra lệnh thu giữ Amedia. Văn phòng giám đốc công tố của Fiji cho biết trong một tuyên bố sau khi lệnh thu giữ du thuyền của Hoa Kỳ được ban hành. Các luật sư của con tàu công ty luật Hanif Tutoga đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters, nhưng truyền thông đưa tin rằng các luật sư của Amedia cho biết họ sẽ tìm cách để ngăn con tàu bị kéo đi. Tòa án tối cao Hoa Kỳ có quyết định gây bất ngờ về việc phá thai khiến cho người biểu tình đổ ra đường. Hàng trăm người ủng hộ quyền phá thai tập trung trong sự tức giận tại tòa án tối cao sau khi vụ rò rỉ cho thấy đa số thẩm phán sẵn sàng lật ngược quyết định Roe vs. Wade hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Trong vòng vài giờ sau khi Politico công bố ý kiến dự thảo ban đầu lật ngược quyết định mang tính bước ngoặt, thì một đám đông kêu gọi các đảng viên dân chủ trong quốc hội hành động bảo vệ quyền tiếp cận phá thai, đồng thời chê bai một phán quyết có thể lấy đi những gì mà họ xem là quyền cơ bản. Đám đông xen kẽ với một số ít hơn những nhà hoạt động chống phá thai, trong đó có một số người cầm trống và guitar hô vang: "Này này, ho ho, Roe vs. Wade phải đi rồi."
Dựa trên ý kiến của thẩm phán bảo thủ Samuel Alito, tòa án nhận thấy quyết định của Roe vs. Wade đã được quyết định sai vì Hiến pháp Hoa Kỳ không đề cập cụ thể tới quyền phá thai. Politico nhấn mạnh tài liệu mà họ thu được là bản dự thảo và những ý kiến có thể thay đổi cho đến lúc này. Đến đây, chương trình tin tức xin được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Minh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin về việc tình trạng thiếu nhiên liệu khiến dân thường Ukraine đau đầu hơn. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chưa có kế hoạch tới thăm Ukraine và Nga bác tin ngày kỷ niệm 9 tháng 5 liên quan đến chiến tranh ở Ukraine và những bản tin mới được cập nhật. Xin quý vị tiếp tục đón xem trên đài IBC TV. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc tình trạng thiếu nhiên liệu khiến dân thường Ukraine đau đầu hơn. Những người lái xe đã phải đợi hàng giờ đồng hồ ở vùng ngoại ô Bucha bị tàn phá ở Kiev và ngay cả ở Kiev để có được không quá 10 lít nhiên liệu. Hàng triệu thường dân Ukraine khác có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nhiên liệu trong vài tuần, có thể sẽ lâu hơn do các cuộc tấn công của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng, tắc nghẽn giao thông và việc Nga và Belarus cắt các nguồn cung cấp. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu xung quanh Kiev đang trở nên trầm trọng hơn do nhu cầu tăng đột biến, do một lượng lớn dân thường quay trở lại khu vực sau khi chạy trốn khỏi cuộc tấn công bất thành của Nga vào thủ đô. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết sẽ thực hiện các bước vào giữa tháng 5 để chấm dứt tình trạng thiếu hụt khiến khoảng một nửa trong số khoảng 7.000 trạm dịch vụ của quốc gia này phải đóng cửa và tạo ra những hàng dài ở những nơi có nguồn cung hạn chế. Ông Zelensky cho biết hải quân của Nga cũng đã phong tỏa các cảng ở Biển Đen của quốc gia này ngăn các tàu chở dầu bổ sung hàng dự trữ. Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko cho biết trong một tuyên bố rằng tình trạng thiếu hụt sẽ được loại bỏ vào cuối tuần này do các nhà bán lẻ của Ukraine đã có hợp đồng với các nhà cung cấp châu Âu. Nhưng việc phân phối những nguồn cung cấp đó có thể gặp khó khăn vì nhiều cây cầu và đường cao tốc đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Giao thông cũng bị chậm lại do nhiều trạm kiểm soát an ninh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ít nhất 228 trường hợp viêm gan trẻ em cho tới nay. Theo phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, họ đã nhận được báo cáo về ít nhất 228 trường hợp có thể bị bệnh viêm gan ở trẻ em, với hàng chục trường hợp khác tiếp tục được điều tra. Ông Tarik Jarasravic của WHO đã nói trong cuộc họp báo tại Geneva, tính tới ngày 1 tháng 5, ít nhất 228 trường hợp xảy ra được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới từ 20 quốc gia, với hơn 50 trường hợp bổ sung đang được điều tra. Vẫn theo Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất là một trẻ em tử vong vì viêm gan cấp tính, hơn 10 trẻ em phải ghép gan sau khi hết bệnh. Hiện nay, các chuyên gia chưa rõ nguyên nhân cụ thể gây ra căn bệnh này là gì. Nó có thể gây ra nhiều vấn đề như virus, độc tố, nấm, tổn thương vì uống rượu. Trên thế giới, tới 20% số ca viêm gan là không rõ nguyên nhân. Các bệnh nhi được xác nhận không nhiễm những virus điển hình đã biết như là viêm gan A, B, C, D, E. Một số em từng nhiễm COVID-19, số khác thì nhiễm adenovirus, gây bệnh cảm lạnh thông thường. Các chuyên gia phỏng đoán viêm gan sẽ ra do adenovirus đột biến, hoặc trẻ em phải ở nhà trong 2 năm, không tiếp xúc với nhiều mầm bệnh và nhạy cảm hơn đối với những loại virus. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chưa có kế hoạch tới thăm Ukraine. Thư ký báo chí nhà Tòa Bạch Ốc Jen Psaki vào ngày 2 tháng 5 cho biết Tổng thống Joe Biden muốn tới thăm Ukraine nhưng hiện nay vẫn chưa có kế hoạch nào cho việc này. Thông báo của bà được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào hồi cuối tuần. Bà cho biết Tòa Bạch Ốc sẽ tiếp tục đánh giá tình hình, đồng thời nhấn mạnh mục đích của chính quyền Tổng thống Joe Biden là mở lại đại sứ quán và đưa các nhân viên ngoại giao trở lại thủ đô Kiev. Theo đại diện lâm thời Hoa Kỳ tại Ukraine Christina Kivin, Đại sứ quán Hoa Kỳ dự kiến sẽ mở cửa trở lại ở Kiev vào cuối tháng 5 nếu điều kiện cho phép. Gần 2 tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ đã rời thủ đô Kiev và di chuyển sang thành phố Lviv và sau đó là Ba Lan. Nga bác bỏ tin ngày kỷ niệm 9 tháng 5 liên quan tới chiến tranh Ukraine. Ngoại trưởng Nga cho biết nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5 không có tác động tới hoạt động quân sự Ukraine khi phương Tây đang đồn đoán về cuộc mốc này. Các binh sĩ của Nga không dựa vào bất cứ một ngày cụ thể nào để quyết định những hành động chiến tranh.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói khi được hỏi ngày chiến thắng 9 tháng 5 liệu có đánh dấu bước ngoặt trong cuộc xung đột Ukraine hay không. Giới tình báo Hoa Kỳ có nhận định Nga thay đổi chiến lược để tập trung giành kiểm soát Donbass và những vùng khác tại phía đông Ukraine với mục tiêu hoàn thành trước ngày 9 tháng 5. Đây là ngày lịch sử đối với Nga, đánh dấu sự đầu hàng của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, thường được kỷ niệm bằng cuộc duyệt binh lớn của quân đội và khí tài quân sự trên quảng trường đỏ trước Kremlin. Ngoại trưởng Lavrov nói Nga sẽ kỷ niệm ngày chiến thắng một cách long trọng, nhưng khẳng định thời gian và tốc độ chiến dịch ở Ukraine phụ thuộc vào nhu cầu giảm thiểu rủi ro cho dân thường và lính Nga. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA William Burns đã bày tỏ lo ngại Nga sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật hoặc vũ khí nguyên tử có sức công phá thấp tại Ukraine. Xuất cảng Việt Nam phục hồi mạnh đạt xuất siêu 2.53 tỷ Mỹ Kim. Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập cảng hàng hóa của Việt Nam đạt 242.19 tỷ Mỹ Kim, trong đó xuất cảng đạt 122.3 tỷ Mỹ Kim và nhập cảng 119.8 tỷ Mỹ Kim, xuất siêu 2.53 tỷ Mỹ Kim. Với mức tăng xuất cảng 16,4% và nhập cảng tăng 15,7%, con số thặng dư thương mại 2.53 tỷ Mỹ Kim được ghi nhận trong giai đoạn này là một sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ ở mức 1,5 tỷ Mỹ Kim. Báo cáo cho biết có 22 mặt hàng xuất cảng của Việt Nam đạt mức trên 1 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 6 mặt hàng đạt trên 5 tỷ chỉ trong vòng 4 tháng. Về cơ cấu, các mặt hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, nông lâm sản chiếm 6,8%, thủy sản chiếm 2,9%, nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,3%. Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập cảng của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt ước tính đạt 32,19 tỷ Mỹ Kim, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,9%, tăng 0,04 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng chiếm 45,2%, nhóm nguyên liệu, vật liệu chiếm 48,8%, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,1%. Sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực Yên Tử. 7 ngày rơi xuống vực Yên Tử, bà Nguyễn Thị Bích Liên, 59 tuổi, ăn cây dương xị bởi rác tìm nước thừa trong chai để uống. 9 giờ 10 phút ngày 3 tháng 5, sau khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ dưới vực, nhân viên ban quản lý khu di tích vườn quốc gia Yên Tử đã tìm kiếm và cứu được bà Liên. Bà kể ngày 27 tháng 4, bà một mình bắt xe từ Hà Nội xuống Hạ Long lấy thuốc, sau đó lên Yên Tử. Đây là lần đầu tiên bà đi tới đây. Khi đi xuống, bà bị tụt huyết áp nên ngồi nghỉ gần lan can. Lúc đứng lên đi tiếp, bà bị choáng váng và ngã ngay xuống vực sâu khoảng 30 mét. Kêu cứu không thành, điện thoại rơi mất trong lúc ngã. Bà tìm cách trèo lên nhưng lại bị rơi xuống. Do mặc áo mưa lại có cây đỡ nên bà không bị thương. Để cầm cự, bà ăn bánh gạo và cơm cháy có sẵn trong túi đồ mang theo. Mỗi ngày bẻ một miếng nhỏ để ăn. Bà ăn lá cây dương xị ở xung quanh, nước thì bới trong rác và những chai nước mà du khách vứt xuống để uống. Tới ngày 3 tháng 5, khi nghe có tiếng người nói chuyện bên trên, bà kêu cứu và đã được cứu sống. Ông Lê Tiến Dũng, trưởng ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, lúc được cứu bà Liên đã mệt lạ vì nhiều ngày thiếu thức ăn nước uống. Bà vẫn giữ vé cáp treo và vé vãng cảnh Yên Tử từ ngày 27 tháng 4 và giờ đã bị ướt sũng. Những điều quan trọng khi nộp đơn xin housing ở Santa Ana từ ngày 2 tháng 5. Chương trình Housing Choice Voucher SCV hỗ trợ tiền thuê nhà cho người có thu nhập thấp, người già hay tàn tật sẽ bắt đầu nhận đơn từ ngày 2 đến hết ngày 31 tháng 5 với điều kiện người nộp đơn phải là cư dân sinh sống hoặc làm việc ở thành phố Santa Ana. Cơ quan quản lý nhà ở Santa Ana, Santa Ana Housing Authority cho biết chỉ nhận đơn trực tuyến tại www.santacruzana.org/housing. Sư Thái Việt Phan, nghị viên của Santa Ana, đại diện địa hạt số 1, khuyến khích càng nhiều cư dân nộp đơn càng tốt vì quá trình nộp đơn tương đối đơn giản và nhanh chóng. Cô Tina Lee, phụ tá tổng quản trị thành phố đặc trách cộng đồng Việt Nam cho biết thêm, hội thảo dành riêng cho cộng đồng Việt Nam để giúp cư dân làm hồ sơ trên máy tính diễn ra từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 ở thư viện New Hope Library, 122 North New Hope Street, Santa Ana, California 92703. Thêm vào đó, còn một buổi hội thảo khác diễn ra cùng giờ và cùng địa điểm vào sáng thứ Bảy, 21 tháng 5, dành cho cộng đồng người gốc Hispanic, nhưng nếu cư dân gốc Việt cần giúp đỡ thì vẫn có thể đến buổi này. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web worldwideweb.santacruzana.org/department/housing authorities.
Và bản thông báo cộng đồng vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình với nhiều chương trình sale dành cho ngày lễ hiện mẫu. Mọi chi tiết xin mời quý khách hàng liên lạc về số điện thoại 714-892-5717. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị một buổi sáng vô lượng an lạc.